Vâng, cửa hàng xe máy Phương Nam xin kính chào quý khách nha. Hôm nay thì bên mô tô mình cũng còn rất nhiều, mà bên cạnh đó thì xe phổ thông mình còn khá là nhiều nha anh em. Đấy, xe phổ thông mình còn rất nhiều. Đó, có Sirius có này, Liberty, AB, Vision có hết nha các bạn, tàu rút có hết nha. Đấy, xem thì rất mong quý khách ủng hộ nha. Đó. Đấy, mình có quay trên kênh mình báo rồi nha. Đó, còn rất nhiều. Mô tô thì bên kia nha các bạn, có SH này. SHI 2016 nha, à 2006 nha các bạn. Đấy, FI, con này các bạn lấy để các bạn giá bao nhiêu ta? À, giá 45 giảm 2 còn 43 nha anh em. Cửa hàng mình có vận chuyển xe toàn quốc, Bắc Trung Nam đều chuyển được hết nhá. Đó, có tạo điều kiện cho các bạn thiếu từ 1 đến 5 triệu tùy xe. Đấy, địa chỉ thì ngay ngã tư Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương nha các bạn. À, số điện thoại là 0977355248. Zalo của mình là 0385524849 nha. Này có A cộng, có người đặt cọc rồi nha các bạn. Click này, click biên bản đặc biệt này, biên bản kỷ niệm của dòng Click nha các bạn, hãng Honda nha. Đời 2011, mâm 6 cây này. Giá 13 giảm 1 còn 12 nha anh em. Đấy, xe cực kỳ đẹp nha. Xe đẹp như mới nha anh em. Rồi, có quay liên doanh luôn này. Máy êm ru này, giá 3 triệu 2 cho anh em đi cày bừa nhá. Xe mới về chưa rửa nhá. Vision 2013 giá 15 giảm 1 còn 14 nha anh em. Đó, 14 triệu thôi. Các bạn xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ mình nhá. Vespa cam đèn vuông FI này. À, con này là 21 giảm 1 còn 20 nha. Đó. Adventer, Adventer đời 2017 giá 25 triệu nha các bạn. Đó. Rồi có chiếc Ly này, FI Honda cốp rộng đựng đồ thoải mái nha. Giá 13 triệu 14 giảm 1 còn 13 nha anh em. Đây xe mình đây có hai chiếc thì chiều nay sẽ bốc và đi về ngoài miền miền nào nhỉ? Miền Trung nha các bạn, miền Trung miền Bắc nha, Linh Bình nha. Xe này về đâu đây? Phạm Văn Kim gửi về ngã ba Thách Sự thị Quảng Ngãi. Xe này về Quảng Ngãi nha anh em. Đó. Đấy, anh em nào ở xa mua xe thì cứ alo cho mình nhá, mình ship xe, ship xe tận nơi nha các bạn. Đấy, có ship xe nha. Đó, quà tặng này. À, bảo hiểm xe này và lón này và nhớt, chai nhớt thì nằm trong này nhá. Đó, chai nhớt nằm trong nha các bạn. Đấy, quà tặng đầu hàng đây. Đây là một chiếc gì beo ba đĩa mình có gửi về Quảng Ngãi nha. Và một chiếc Dalim Magma. Đây. Đấy, Dalim Magma biển 59V1. Xe này thì mình gửi về như là Linh Bình không ta? Chưa. Đây, có tặng lón này, nhớt này. Cả vẹt giấy tờ là kèm theo nha các bạn đó. Nguyễn Văn Cường gửi về Linh Bình nha. Số điện thoại nhà xe này. Đấy. Tất cả mọi thứ đây mình ghi hết ra. Đấy, một con siêu xe về Linh Bình nha anh em. Đó. Đó, các bạn mua xe nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đây có ẹt này. Ẹt này 135 này, con này thì 19 giảm 1 còn 18 nha. Còn con này thì giá là 20 triệu này. Xe này là đời 2014, máy zin xe zin đẹp nha, chính chủ này. Đó. Liberty có luôn nha anh em, Liberty ABS này. Con này thì giá 29 giảm 1 còn 28 nha. Đấy, cửa hàng này mà còn nhiều xe lắm nhá. Đấy thì bạn giờ cũng nắng, giờ ăn cơm trưa cái. Rồi các bạn cứ xem kênh đăng ký ủng hộ mình nhá. Rồi clip sau thì mình sẽ phát thêm cho các bạn nhá. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.